Chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, đặc biệt là một vị khách quen thuộc của em, đó là anh Giang. Anh ấy ở thành phố Long Xuyên, tỉnh Long Giang, à tỉnh An Giang. Thì anh Giang, anh ấy mua của em con máy này là con số 3 rồi. Một con đầu tiên là con máy 0940 turbo, con thứ hai là 980 turbo, và con này là con thứ số 3 là máy turbo. Anh ấy dùng hàng của em thấy ok quá. Anh em chỉ là mua bán trên mạng thôi, nhưng anh thấy ok quá là này, anh mua. Cứ thế là mua một lần, muốn mua cứ lần nào có mà cần có nhu cầu máy móc là anh đều điện cho em hết. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh vì đã tin tưởng và ủng hộ. Thực sự là để là làm sao để cho khách hàng người ta nhớ đến mình là một điều thực sự là cực kỳ khó luôn nha mọi người nha. Và xin cảm ơn anh Giang vì đã dành tình cảm và sự vào niềm tin vào cho cơ sở của em. Thì đáp lại niềm tin của anh thì em sẽ chọn cho anh những con máy mà thực sự là cảm thấy khi để cho anh Giang về anh dùng hài lòng nhất có thể. Và đây là con máy Giang Ma 4TNV98. Con này là nó có hai đời, một đời là con này là máy đời turbo nhá anh em nhé. Và có hai đời là một đời ở máy cắt và một đời ở máy cơ giới. Thì con này là em hỏi anh Giang thì anh Giang hỏi anh mua đời máy cắt. Đời máy cắt là nó sẽ có cái bu ly này là anh em này. Còn đời máy cơ giới là nó có cái bộ ly tâm ở trước cái bánh trớn này anh em ạ. Thì cái máy đấy thì cả cái máy Giang Ma 98 này turbo và không turbo, cả máy cắt và máy cơ giới bên cơ sở em đều có nhá. Vì thế mọi người lưu ý, nếu mà anh em có nhu cầu về mua máy cắt hay máy cơ giới em đều có hết. Và đây là con máy Giang Ma 4TNV98 máy turbo mà em đã chọn cho anh Giang ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thì cái dòng máy cắt này thì vòng tua của nó cao hơn máy máy cơ giới một tí. Thì em sẽ đọc qua cái mã lực và cái công suất của con máy này. Thì con này là vòng tua của nó là 2400 và nó là 62 kW. Lòng của nó là 98 nha anh em nhé, lòng nó 98. Máy này thì nó cực kỳ là phổ biến rồi. Lòng nó 98 thì con này nó là 4TNV98. Máy là con máy cắt ra anh em ạ. Thì con này là vòng tua 2400 anh em này. Vòng tua 2400, 62 kW. Vòng tua 2400, 62 kW thì nó rơi vào tầm 90 đến 95 PS nha anh em nhé, 90-95 PS. Đây, máy này tình trạng con máy như thế nào em sẽ quay trực tiếp cho tất cả anh em cùng xem và cùng biết. Đây là con máy này, khẳng định với mọi người là máy còn zin nhá anh em nhá. Máy zin đét luôn, tất cả chưa có một con ốc nào có sự can thiệp của cali. Máy lốc chạy cực ít đen xì luôn này. Anh em xem này. Nhìn con ốc con heo ốc kim này, kim này đẹp rực rỡ luôn nhá. Không có điều gì phải chê trách rồi anh em ạ. Máy đẹp rực rỡ luôn. Đây, đen xì luôn, đen nhánh luôn nha mọi người nhá. Đây, ốc quy lát này, chưa mất một tí sơn nào, ốc đen nhánh luôn. Ốc quy lát nguyên bản, nguyên zin hết này mọi người này. Máy cực đẹp và cực chất luôn nhá. Chưa có một con ốc nào động chạm. Đây, anh em xem này. Đây, tất cả cái mặt đằng trước, mặt đằng sau. Máy này thì em bán vào máy xúc với anh em mua về làm chạy giỏ lái cũng rất là nhiều ở trong miền trong ấy. Thì anh Giang thì em không biết anh ấy mua về làm cái máy lắp vào máy đào phải. Đây, turbo nguyên zin nhá. Con máy này nếu mà chạy nhiều á thì cái bô xả của nó sẽ bị rỉ mổn đi, nhưng con này nó chạy cũng rất là ít anh em ạ, nó chưa chạy nhiều đâu. Và đặc biệt là cái con máy này nó quý giá là chỗ là nó là máy zin nhá mọi người nhá. Máy còn zin lốc đen xì luôn này. Đây. Quá đẹp cho một con máy. Tất cả nguyên zin này. Chưa có một tí giòn keo nào luôn nhá mọi người nhá. Máy đẹp lắm. Đây. Anh em xem này. Kinh điển luôn. Ôi, giới thiệu nhiều quá rồi. Bây giờ sẽ cho anh em thợ test lổ lố đi em ơi. Em du luôn. Quá chất. Như máy mới luôn. Giang Ma 4TNV98 nhá, máy cắt. Máy zin hết. Em như xe con. Kinh điển chưa?
Êm quá anh em ơi. Alo. Vâng. Có. Mà anh có ảnh em gửi cho em xem nào. Vâng. Gửi cho em đi nhá. Vâng. Gửi qua Zalo xuống em. Điểm 10 cho chất lượng rồi. Bỏ cái lắp ra. Không có một tí khói nào luôn này. Kinh điển chưa? Không có một tí khói nào luôn nhá. Không có một tí đổ hôi. Ra tí lên. Em du luôn. Alo. Đây rồi. Mình đang ở trên bãi trên này mà. Mua cái gì nhỉ? Chờ tí 5 phút nữa. Đang là lủ máy ở trên máy chứ. Êm quá anh em ơi. Không có một tí khói nào luôn này. Không có một tí đổ hơi nhá. Ra mạnh lên. Điểm 10 cho chất lượng rồi. Êm quá. Tắt đi. Máy nguyên zin có khác anh em ạ. Chưa mất một dấu sơn nào. Lỗ êm du như xe con luôn nhá mọi người nhá. Máy này mà anh Giang vào đến nơi mà anh Giang mà chê nữa thì em Hưng cũng đi bó tay rồi. Êm qua con máy. Động cơ Giang Ma 4TNV 98 nhá. Động cơ máy cắt. Có cái đời này có hai loại, máy cắt và máy máy cơ giới. Đây con này là máy cắt. Máy cắt thì vòng tua nó, vòng cua nó cao hơn anh em ạ. Đây con máy nghe lỗ êm không. Quá chất. Vừa rồi em vừa test lổ xong siêu phẩm Giang Ma 4TLV 98 máy turbo cho anh Giang ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang nhá. Một vị khách rất là đặc biệt, rất là quen thuộc của cơ sở em. Anh mua này, mua con máy Giang Ma này là con máy thứ 3 rồi, một năm nay rồi. Cảm ơn anh vì đã dành chọn niềm tin cho cơ sở em. Và để đáp lại lòng tin, vì em đã chọn cho anh một con máy cực đẹp, cực chất luôn. Lổ không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào. Em sẽ đăng video lên kênh, anh em có xem được ấy thì mong mọi người hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về chất lượng tiếng nổ và hình thức của con máy này nhá anh em nhá. Lỗ cảm thấy đấy, lỗ cảm thấy êm du luôn, không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn nhá mọi người nhá. Máy zin thì cái bao giờ cái giá trị sử dụng của nó còn rất là cao, đặc biệt nó lại là máy nghĩa địa. Máy nghĩa địa nữa anh em ạ. Máy zin, máy nghĩa địa. Lỗ êm sướng quá anh em ạ. Đúng rồi. Đúng là cái dòng máy Nhật không làm anh em thất vọng thật sự luôn. Máy nó quá đẹp và quá chất luôn. Đấy, anh em xem này. Kinh điển luôn. Thì đây, anh em xem này. Nổ nghe sướng tai quá. Thì em sẽ đăng video lên kênh. Anh em xem cái video mà con máy này ấy, anh em xem được nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà mọi người đang tìm kiếm ấy, thì anh em có thể ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của anh em nhá. Anh em ấn tìm kiếm là động cơ ô tô Hưng Thịnh ở trên YouTube này, trên TikTok ấy, thì sẽ ra bốn cái cơ sở của em có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, tất cả các loại động cơ xe đầu kéo này, xe các loại động cơ máy gặt, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy công trình, máy hút cát, tất cả nha, không thiếu một loại nào anh em. Đây, máy nó quá đẹp, khẳng định luôn là máy này không thể chê vào đâu được rồi. Thì hoặc là anh em cần tư vấn máy móc gì thì mọi người gọi điện trực tiếp vào Zalo
hoặc là gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em nhé. Em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với cái công việc và điều kiện kinh tế của anh em. Anh em cần cứ điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin, em sẽ tư vấn miễn phí cho. Nếu mà anh em em cũng xin lưu ý là nếu mà anh em có mua máy ở ngoài này thì mọi người mua máy trên mạng tất cả dù ở đâu cũng thế, anh em phải tìm hiểu thật kỹ cái cơ sở mình mua, người ta có cơ sở đàng hoàng hay không, tránh trường hợp là có những cái chỗ người ta làm ăn không uy tín ấy. Rất là nhiều người đã gửi tiền cọc cho những cái người mà mình đặt niềm tin vào, người ta mua máy rồi mất tiền cọc rất là nhiều. Vì thế mà em mong mọi người trước khi mọi người mua hàng ở đâu, mọi người hãy tìm hiểu thật kỹ để tránh những cái trường hợp không may đáng tiếc đấy xảy ra nhé anh em nhé. Em xin lưu ý với mọi người là như thế. Và em cũng xin gửi là cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến anh Giang vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ cơ sở của em. Chúc cho anh lúc nào ông chúc cho ông anh mua con máy của em về lúc nào cục rồng cũng khỏe mạnh và băng băng trên đường khỏe mạnh, nó mang lại cái giá trị kinh tế to lớn so với cái số tiền mà anh đã bỏ ra để mua nó nhé. Em xin chân thành cảm ơn anh và cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá.